Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu video mới cho ngày hôm nay, cho Hà Giang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Năm 2024, năm Giáp Thìn, có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng anh chị nhé. Thì ở đây hiện tại em đang ở trên con đường D11 anh chị ạ. Đây là đường D11 chạy thẳng sẽ đi lại chợ nhé, chợ Quy Hoạch. Và quẹo vào ra đằng sau đây, quẹo phải ra sau đây á, là mặt sau của đường D11 là chỗ trường học các chị. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dãy nhà trọ ngang 10, không phải là dãy nhà trọ mà là một cái lô đất ngang 10 dài 30, phun thổ cư 100% đất ở đô thị, nằm ở kế bên trường học chứ không phải là phía trước anh chị nhá. Thì hiện tại thì người ta đang bán, nếu như mà ngày trước người ta bán chứ bây giờ cũng không còn đâu mà bán, tại vì rất là nhiều anh chị đang muốn tìm những cái lô đất mà nó đối diện với trường học đây anh chị. Thì đang tìm nhưng mà không có, người ta mua và người ta đang chờ đợi anh chị ạ. Đây là cái ngôi trường mà sau khi nó hoàn công nó sẽ như thế này anh chị, và đi vào hoạt động thì nó sẽ như thế. Hiện tại là cái cổng nó đang xây xong rồi, chỉ cần xây ở phía trong nữa là được. Thì như mà đối diện ở phía trước á, là một cái lô đất ngang 5 dài 30 đi, mà đất trống mà chưa có nhà nhiệt gì hết, là đất trống á, cũng có thổ cư full nhưng mà xây dựng thì hiện tại một số thì nói là xây dựng tự do, một số thì bảo là xây theo mẫu, nhưng mà cũng chưa biết được chắc chắn là xây theo mẫu hay là tự do. Còn ở cái con đường này là con đường N18 kế bên trường học, ở đằng sau trường học này sẽ có một cái cổng nữa, đó là cổng phụ anh chị. Đây anh chị đây, đó đây là cái cổng phụ ở phía đằng sau. Thì mỗi cái trường học hầu như là đều có tầm khoảng là 4 cái cổng anh chị, 2 cổng ở hai bên và một cái cổng ở đằng sau cùng. Thì hiện tại em đang giới thiệu anh chị một cái lô đất là nó nằm ở cổng bên đây. Cái vị trí mà em đang quay này là con đường N18, thì em sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất ngang 10 dài 30, phun thổ cư 100% sát góc luôn anh chị. Thì cái lô này thì ngay cái góc này anh chị, đây là cái ngã ba. Hướng này sẽ chạy ra chỗ trung tâm hành chính, còn cái hướng ngược lại sẽ đi vào khu dân cư. Thì ở đây là 15m ngang là của lô góc, và bỏ thêm một cái lô 5m nữa sẽ tới cái lô là 10 dài 30 của chúng ta. Nó sẽ nằm tầm khoảng là từ vị trí này anh chị. Đấy, ngay cái vị trí này. Ở bên kia là dãy nhà D36, còn ở đây là hướng lên cổng chính của trường học. Đường này là đường N18, lòng đường là 8m anh chị nhá, và quy hoạch mỗi bên là 4m anh chị. Và ở đây á, thì hiện tại là đất bên kia người ta đang xây, đó là đất khu liên hợp thể thao. Còn mà phía đối diện cái lô đất này, người ta đang bỏ một cái lô quỹ đất trống, đó là đất đất y tế anh chị ạ. Thì ở đây người ta sẽ xây đất y tế, đất công, nhưng mà mình cũng chưa có thấy người ta xây. Ngày nói chung là mình kiểm tra trên quy hoạch á, thì thấy là đất y tế và đất giáo dục, rồi đất khu liên hợp thể thao. Còn cái hướng này sẽ đi vào công ty và đi qua Dầu Tiếng, đi qua Tây Ninh anh chị. Đây là trường học này, phía trước là trường học người ta đang xây, và cái trường học này sẽ cao 4 lầu anh chị nhá. Riêng mà chờ mà xây lên thì có thể là không có người, nhưng mà trường học xây lên kiểu gì cũng có người anh chị. Cho nên là anh chị mà mua thì gần trường học thì anh chị cũng có thể là kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, có thể là mua mở văn phòng phẩm này, rồi photo này, rồi các cái ngành mà nó liên quan đến phục vụ học sinh và công nhân anh chị. Thì nếu mà phục vụ công nhân thì chỉ có ăn uống thôi, rồi còn học sinh thì chỉ có liên quan đến học hành thôi, thí dụ như bán đồ văn phòng phẩm hoặc là photo, rồi bán đồ ăn sáng ăn trưa gì đấy anh chị ạ. Thì ở đây là cái đường D11 giao nhau với đường N10. Nếu như chạy thẳng theo cái chiếc xe khách đó mà đi lại đầu kia, sẽ đi lại đường Tạo Lực, Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Còn đi vào con đường N10 này mà chạy theo hướng này sẽ đi ra chỗ trung tâm hành chính. Còn quỹ đất này là một cái quỹ đất rất là rộng, nó rơi vào tầm khoảng là 4-5 ngàn, hơn 5.000 mét vuông á, là người ta đang quy hoạch chợ anh chị nhá.
quy hoạch chợ thì cái chỗ này thì hiện tại bây giờ chưa có xây chợ, nếu mà xây chợ lên thì nó cũng chưa có kín đâu, tại vì hiện tại công nhân nó không giống như ngày trước nữa. Bây giờ công nhân ngày trước nó rơi vào 100%, nó chật ních á, thì bây giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng 65% công nhân mà thôi. Cho nên là công nhân bây giờ nó cũng ít rồi, mà cái giai đoạn Tết này nữa thì người ta lại càng đi về quê lại nhiều hơn nữa, cho nên lại vắng, đã vắng lại càng vắng anh chị. Thì như những cái dãy nhà trọ ở trên mặt tiền đường em đang chạy này, đây là cái con đường cũng rất là rộng, riêng cái lòng đường của nó đã rơi vào tầm khoảng 25m rồi, và quy hoạch đường nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 32m. Và cái đường này hiện tại nó cũng đắt nhất tại cái khu khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng này. Nó cũng ngang 10 dài 30, 8 phòng trọ và 2 kiosk ở phía đằng trước. Và giá thì hiện tại bây giờ là 3 tỷ 5 anh chị nhá. Như ngày trước thì nó rơi vào tầm khoảng 4 tỷ 2 cho đến 4 tỷ rưỡi, bây giờ chỉ còn là 3 tỷ 5 mà thôi. Thì đây cũng là cơ hội cho anh chị em công nhân cũng như là nhà đầu tư có cơ hội mua đất, mua nhà để mà ở, hay có một nơi để mà trú ẩn dòng tiền. Chứ không gửi ngân hàng, bây giờ gửi ngân hàng lãi suất cũng không có được bao nhiêu nữa. Bây giờ em nghe nói là lãi suất bây giờ ngân hàng bây giờ cho vay 3 chấm mấy đến 4 chấm, nếu mà gửi lâu dài á, gửi không kỳ hạn nữa thì lại càng, nói chung là cái lãi nó cũng cao thật. Nhưng mà đôi khi mà mình gửi mà không kỳ hạn, hoặc là kỳ hạn 1 năm, hoặc là kỳ hạn 2 năm 3 năm gì đấy, mình mới lấy lại một lần á. Mà khi mình gửi vào trong ngân hàng mà tự nhiên mà mình gặp một cái bất động sản tốt á, thì lúc đó mình rút ra thì hầu như là từ trước tới giờ mình gửi ở đó là mình mất hết lãi, mình không được cái gì hết. Bắt buộc cho nên mình phải chờ tầm khoảng là, thí dụ như chờ hết 1 năm mình mới lấy được lãi. Mà mình lấy được lãi như vậy thì cái sản phẩm bất động sản mà mình kiếm á, mình thấy ngộp, mình thấy lời 100-200 triệu đó, nhưng mình thấy lời đó rồi chứ mà mình không làm gì được. Cho nên là cái ý chí mà không vững vàng cũng như là không có mà tính sự tính toán thì anh chị có thể là phải phân vân. Đó là nếu mà bây giờ mà thí dụ như anh chị gửi 2-3 tỷ gì trong ngân hàng mà bây giờ anh chị rút ra thì anh chị sẽ mất 100-200 triệu. Nhưng mà nếu mà có một cái bất động sản giá tốt mà anh chị mà không mua, thì nếu như anh chị mua được cái sản phẩm đó thì có thể là anh chị có thể là khi mà đất ấm lên anh chị có thể lời được 300-400 triệu. Đấy là một cái điều phân vân, mà bây giờ biết khi nào nó nhân lên, khi biết khi nào bất động sản nó mới lên. Cho nên là khi mà bất động sản lên nó lời thì không nói, mà đằng này thí dụ như mình rút ra 100 triệu mà nó không lời thì đó là một điều oái oăm, đúng không anh chị? Rồi thì video em làm đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đất, hãy liên hệ với Hà Giang 0356 555 5579 anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc anh chị năm 2024 có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt.